Bác Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Yêu hoa cây cảnh, bác sa cho toàn quốc. Thưa quý vị, bác sa Đức Huy đang chia sẻ cho quý vị tại triển lãm An Dương của thành phố Hải Phòng năm 2023. Thưa quý vị lại được chiêm ngưỡng những cái tác phẩm ở nơi đây cùng với các quý khách, các anh đang có mặt ở đây. Anh em chào anh Cao này. Chào anh nhé. Anh em chào anh. Đấy, anh đi cùng anh Cao. Vâng. Anh đang ngắm cái tác phẩm Đồng Môn Đại Trí của anh Thành. Anh Thành Quan Toàn quý vị ạ. Một trong những cây quý tại triển lãm An Dương là này. Và quý vị có một cái chút nước, quý vị nhìn thấy màu đồng thể hiện rất rõ. Nhanh quá, cây đâm lộc nhanh quá. Đây là mặt chính của tác phẩm quý vị nhé. Một tác phẩm rất nghệ thuật của anh Thành. Đường nét có rất nhiều những cái điểm khó, những cái điểm khó ấn tượng. Bác Sa Đức Huy gửi tới quý vị cái tác phẩm thứ hai của nhà vườn anh Thành Quan Toàn, để chia sẻ cho quý vị để quý vị được chiêm ngưỡng những tác phẩm của nhà vườn anh Thành Quan Toàn. Để quý vị cũng hiểu được nhà vườn anh Thành Quan Toàn cũng đóng góp với triển lãm ba tác phẩm hoàn thiện của anh, đều là những cái tác phẩm tập trung, cây nào cũng mịn màng ấn tượng. Ban tổ chức cũng cẩn thận, cũng phải che cái ô vào để cho nó đảm bảo có cây. Buổi trường lượng những cái tác phẩm rất già của anh, và cái độ mịn như sạch sẽ mịn màng. Anh Thành Quan Toàn quý vị biết có quá nhiều những cây quý rồi, với cây quý, tác phẩm quý, rồi phôi quý, cái đồ sạch sẽ mịn màng này hiện nay thì ai ai cũng cảm nhận được rồi, rất là giá trị. Một tác phẩm tiếp theo đó là cái cây lăm thân. Thì đây là cái cây lăm thân của anh Thành Quan Toàn do anh Nam Lê tạo tác. Và hôm trước ở vườn anh Thành thì anh Nam Lê cũng chia sẻ đây là những cái tác phẩm anh Nam Lê xây dựng từ cái phôi. Đây là cắt cụt đến đây này, xong bắt đầu xây dựng. Một cây lăm thân cao từ mặt chậu lên cũng rơi vào khoảng 70 phân. Một cây ngồi đá. Một cây lăm thân sai tầm trung thôi, nhưng cái đường nét mạch lạc rõ ràng. Và thiết kế những cây lăm thân tầm trung này thì quý vị biết là cái không gian không có nhiều. Nếu không biết cách phân bố mảng miếng, bố cục khoa học thì rất dễ bị rối. Nhưng mà về tác phẩm này, bác Sa Đức Huy cảm nhận được cái tỷ lệ rất là cân đối khoa học trong từng tác phẩm. Cây nhà treo hơi sớm. Và những cây mà bật lộc này rồi thì quý vị cũng yên tâm là khi mà cây đã bật lộc rồi thì
chúng ta chỉ cần che cái lúc mà chưa bật lọc thôi. Bật lọc cái này rồi thì yên tâm. Và càng những cây già, cây ổn định chậu thì khi bật lọc thì càng yên tâm. Khi mà mới cắt răm mà chưa bật lọc thì là chúng ta phải cần lưu ý cẩn thận. Khi bật lọc này mạch nó lưu thông rồi thì không lo bị cháy nữa. Quý vị nhìn thấy các quý khách về tham quan triển lãm rất là đông. Mọi người nhìn thấy này, đang đứng ngắm ngai vàng đất Việt, rồi mộc trấn phong, đang tập trung vào những cái cây tiêu biểu tại triển lãm An Dương. Theo như ghi nhận của Sa Đốc Huy thì các đại biểu, các quý khách về tham quan triển lãm, vâng chào các anh nhé, về tham quan triển lãm rất đông quý vị ạ, ngày nào cũng vậy. Như vậy quý vị mới cảm nhận được cái sức hút của triển lãm. Rất đông mọi người, ngày nào cũng vậy. Và thời tiết ở An Dương từ hôm triển lãm đến bây giờ thời tiết rất là ủng hộ, chưa có ngày nào mưa cả quý vị ạ, thời tiết tạnh ráo, rất là thuận tiện cho quý khách về đây tham quan triển lãm như chiêm ngưỡng những tác phẩm quý nhân ở đây. Thưa quý vị, Bà Sa Đốc Huy vừa chia sẻ cho quý vị những cái tác phẩm của Thành Quán Toan và lướt một lượt cho quý vị cảm nhận được cái không khí mới nhất tại triển lãm An Dương. Quý vị yêu cây cả nước cùng cảm nhận triển lãm An Dương ngày nào cũng vậy quý vị nhé. Cái không khí này là không khí mới nhất tại triển lãm An Dương. Nhưng Bà Sa Đốc Huy đến đây xin phép quý vị để dừng lời đây. Xin được cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.